Chú ơi, thế chú có đôi lời tâm sự hay là muốn nhắn nhủ gì đến với anh Ninh không? Cháu muốn chú nói chuyện với anh Ninh một chút thông qua cái clip của cháu ấy. Anh Lê Ninh, Lê Công Ninh ở thành phố Hồ Chí Minh, quê gốc Duy Tiên, Hà Nam. Trước đi nhập ngũ và đóng quân tại đèo Cao Chìa, Quảng Hòa, Cao Bằng mình. Nó là người tài trợ 100% khoản tiền để làm nhà cho chú Chiến đó. Dạ. Chú cũng chả biết nói gì đâu. Dạ. Thế thì trước mắt là cứ có lời cảm ơn rất chân thành. Đấy, không không có gì nhiều ngoài lời cảm ơn đâu. Dạ. Cảm ơn tới tất cả gia đình anh Ninh Dạ. đã đồng lòng cùng với Chiến Dạ. qua những ngày khó khăn này. Dạ. Thế bây giờ đã có một ngôi nhà hoàn chỉnh rồi. Dạ. Thế thì Chiến không biết nói gì hơn là rất chi là hạnh phúc Vâng. khi mà được anh Ninh tài trợ từ đầu đến cuối cho căn nhà. Dạ. Đấy, bây giờ ấy thì Chiến chỉ chúc cho anh Ninh ấy là có một cuộc sống khỏe khoắn hạnh phúc, Dạ. công ăn việc làm thì ổn định Dạ. và càng năm càng phát đạt thêm. Dạ. Thế tôi cuối cùng ấy cũng chúc tất cả gia đình anh Ninh, anh chị Ninh Dạ. và cháu Dạ. luôn luôn sống vui, sống khỏe. Dạ. Đấy, Chiến chỉ có như thế thôi anh Ninh ạ. Vâng, rồi. Vâng, dạ, vâng. Được rồi chú ạ, vâng. Đó, thì Thành cũng tâm sự và nói về gia đình anh Ninh khá là nhiều rồi. Đấy, Thành quay cái đoạn clip này thì mong muốn trò chuyện cùng chú Chiến để chú Chiến tâm sự một chút thôi. Vâng, thì Thành cùng cháu của Thành sẽ tiếp tục làm thủ tục, gọi là thủ tục cơ bản để nhập nhà mới ấy. Đấy, xong thủ tục thì Thành cũng xin phép ra về thôi. Còn Thành hứa với lãnh đạo của thôn xóm ấy, thanh niên trong xóm là trong một thời gian gần nhất tới đây, Thành sẽ tổ chức một bữa cơm để anh em thợ xây cùng thanh niên trong xóm, lãnh đạo xóm, gọi là ngồi ăn cơm với nhau, giao lưu để tâm sự, hiểu nhau hơn và nói nôm na là chúc mừng chú Chiến đã có một căn nhà để ở thay vì phải sống trong hang mấy năm nay rồi, rất là khổ cực, rất là nguy hiểm. Đấy, Thành mong muốn là như thế. Thời gian sắp xếp Thành sẽ trao đổi với lãnh đạo thôn xóm, bố trí và sẽ công khai sau các bạn nhé. Chị, hiện đây vào trong nhà làm thủ tục tiếp theo đi. Đấy, rót rượu 3 lần. Đó. Thờ cúng ông bà tổ tiên ở trong nhà rồi. Bây giờ thì đem ra ngoài sân, cúng gọi là thổ địa, thần bếp. Đó. Hương Hiến để đâu rồi? Thắp 3 quay hương.
Quay một chút đã. Rót lần thứ ba phải không? Dạ, và rồi lần thứ ba rồi. Bạn này bưng phay vào mà. Đèn phay ấy. Đấy. Thì là phải nhóm bếp vào xong mới cho nồi cơm lên nhỉ. Rót hai lần rượu rồi, còn một lần nữa. Thế là xong thủ tục. Giúp chú đặt nồi cơm lên cũng được Hiền ạ. Để đặt lên. Để. Nhóm bếp vào một chút nữa. Gạo thì vẫn còn chú Chiến nhỉ, gạo còn, mà dầu ăn mỡ còn, à, mì chính bột canh thì còn không ạ? À, còn mới gạo với dầu ăn thôi, phải không ạ? Đồ ăn thức uống. Nào, tới đây cháu xuống cháu sẽ lấy xuống cho chú. Bột canh, dầu ăn. Đó, khi nào nắng ấm lên chắc chú phải đi lao động nhẹ nhàng hay đi giúp đoàn phải không nhỉ? Dạ. Thế chìa khóa là bây giờ như lúc đầu cháu bảo ấy thì chú cầm một chìa, còn một chìa kia thì không biết là gửi anh em họ hàng con cháu gì được ai cháu đấy. Cầm cháu cầm một chìa nhá. Cháu cầm một chìa, có việc gì thì cháu phải lấy về cho chú mới được. Chú nhớ là cho vào, treo vào đâu chắc chắn là theo người chú nhá. Treo kiểu nào cho nó chắc chắn, không thì làm rơi dọc đường các thứ đấy. Thôi tí lấy sau vậy. Để hai chìa. Đó, chắc là lấy đi xong thành đánh ra một chìa, một hai chìa để dự phòng nếu mất mất lại phải lấy về cho chú Chiến, xong thành giữ một chìa ra như thế. Sợ lúc chú đi đâu về uống một ít rượu hoặc là đi vô tình làm rơi chẳng hạn thì khó. À, không có gì treo vào được nhỉ, treo vào chìa khóa cho nó đỡ phải cầm cho nó nhiều nhiều một tí, nó không bị rơi dọc đường ấy. Còn nhỏ xíu này có mỗi chìa không thì hay bị rơi dọc đường lắm. Từ từ nào, suy nghĩ nào, tức là một cái dây dài, cái dây bạt đấy. Cái đeo vào tay được. Đeo vào tay, đeo vào cổ cũng được. Nhưng mà cổ nó đỡ phải rơi đi đâu được. Do lần 3. Đấy. Thôi cơ bản là hoàn thành rồi nhỉ. Đó. Chú Chiến là để ở dưới thôi. Cháu nghĩ là lấy lên bàn thờ cao quá. Tối nay chú lấy khó ấy. Để dưới đó. Để dưới thôi. Đây đây. Đó, ừ. Đấy, cháu gà ở dưới đây, chú tối chú tự nấu ăn thôi. Như vậy là hoàn thành các bạn ạ. Đấy, đến thời điểm hiện tại Thành cũng rất là vui. Đã xong cái tạm thời gọi là xong cái nghĩa vụ chị của này. Thành, cái trách nhiệm của Thành. Ngủ ở dưới, cháu đệm cái lót cái ni lông vào dưới rồi, ngủ mới ấm được. Ni lông ở đâu có?
À, còn tấm ni lông. Thì lót này là được rồi. Lót như này nhưng mà chú phải ngủ ở dưới nó mới ấm được. Đấy, thế chú biết là quay vào giữa là được không? Cho Ngủ ở vào. dưới giường đi, không thì nó mới ấm được. Cháu lót cho một Một tấm ở dưới đấy rồi và tấm chăn này hơi ẩm. Ở trên hang còn có khá là nhiều quần áo và chăn này. Còn ẩm ướt lắm, nhưng mà chưa lấy xuống được, ẩm lắm các bạn ạ. Cái đấy nắng khô xong tính tiếp thôi, giặt giũ. Đấy, chiếc giường thì có chiếc giường này, có tấm chiếu này, chăn chăn này, đó, tạm ổn. Còn yêu cầu những cái gì cao cấp hơn, đệm hoặc là cái này kia thì phải tính tiếp, tính sau các bạn nhé. Đấy, củi chú tự gom củi về chú nhá. Vâng, xong mà chú ấy không hút thuốc nữa, không 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 uống rượu nữa, giữ gìn sức khỏe để sống vui lên và thỉnh thoảng lại lao động nhẹ nhẹ thôi, giúp bà con kiếm bát gạo về ăn, duy trì cuộc sống hàng ngày. Và cháu chẳng biết là nói gì nữa chú ạ. Thôi quay lại nói chuyện cùng cháu một tí xong cháu xin phép rồi chú ơi. Nồi cơm thì nước sôi sùng sục rồi nhỉ, đây lửa cháy cái rồi. này. À, ở dây này cho chú buộc chìa khóa cho chú cũng được. Hiện đã tháo ra lấy cầm một chìa đi, cho chú trên cầm một chìa và cho chú cầm một chìa. Chú đem theo dự phòng. Chú ơi, bắt ông nãy mày chẳng có ý ngay, xong rồi lan cũng mưa với. Đó. Đấy, hiện treo một chiều vào đây. Thì cháu cố gắng hết sức rồi chú ạ. Cháu từ lúc quen chú qua lời giới thiệu của một người giáo viên, xin phép được giấu tên, và chú Tú với cô gì nhỉ? Vợ chú Tú giới thiệu và quen chú và cô Uyên ạ. Vâng. Thì quen được chú là cô Quyên ạ. Vâng. Thì quen chú và sau những lần kêu gọi thì được các mạnh thường quân, trong đó có chú Ninh, giúp đỡ chú như này, và cháu cố gắng hết sức rồi chú ạ. Dạ, đang nói chuyện thì có bà cụ đến. Bà ơi, vào nhà đi ạ. À, vào đây. Vào đây, vào đây. Chào chìa khóa nào. À, từ 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 đã. Rồi, trao chìa khóa rồi đúng không? Thì Hiến phải trao rất là lịch sự vào, như kiểu trao huy chương vàng cho chú đi, trao lại cho mọi người cùng xem nào. Dạ, vâng, các bạn anh nhà trao chìa khóa cho chú Chiến là đó, đây chú cố gắng giữ chìa khóa nhá. Đây còn bà cụ thì bà đi đi, đi ruộng về à bà? Ồ, đi ruộng về. Nhà bà ở Lũng Ngươm á? À, ở Lũng Ngươm. Thế bà bây giờ đi 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 ruộng về à? À, nó nói mà peo răng mà với nhai nhả à phai nem à phải nấy mi chẳng răng sao chú Chiến mi à, phần này chú Chiến mi thân dù đâu với bạn ăn mỏ mon mà là bà hắn đây thì là xong à. Tôi ăn như xong tôi à sư giá cô thắng trà cũng gần xong tôi ăn nữa à, cảm ơn bà. Và xong tôi ăn phần này nha à. Cái lục báo bà lên cái ngải lai lên ai mà hử. Là ông này hết bèo bên này lên răng ông thì phá răng hàm kỳ nữa thấy xì khẩu nữa nữa cho mấy kỳ học khẩu tên mấy phá khẩu học khẩu tên tên là các mỏ môn đều thái cùng bóng mì thăng lai là tổ giữ gìn thế chắc chắn như đấy và giữ gìn đồ đạc. Ồ, lan bao kiến sau văn ký vạn tam lan sau đội thợ xây lúc nãy mà liên hoan bữa nừng. Thanh niên đã bán đang lãnh đạo xóm thăm hợp hiện đấy đang căn cứ đang tức là đang đang sắp xếp văn đó thằng sắp xếp đấy và hử chú Chiến tăng kinh hử chú Chiến tăng kinh à lan cũng bay lùng rì đó này á đó. Đó dạ lùng dây à lùng dây đâu bà nữa bà mì rèn nữa thỉnh thoảng bay theo đây khẩu mà động viên chú nữa bà nữa đó. Đấy bà cụ đi ruộng về, bà đã 83 tuổi rồi. Đó. À, vâng ạ. À.
À, cháu cảm ơn bà. Vâng ạ, vâng ạ. Đó. À, đây là bà cô à, chủ chiến. Bà cô như là cô nuôi. À, cô nuôi, dạ vâng. Rồi nhận là ông bà nội, ông bà. Quay về đây để nói chuyện một tí tí, chú. Chú Chiến, à, quay về đây nói chuyện một tí tí. Xong cháu xin phép này vào. Bà, à, xưa ấy, bà về làm con nuôi của ông bà nội mình. Vâng, vâng. Chú ấy thế à, từ lúc quen với chú tới giờ thì cháu quay chú khá là nhiều. Và bây giờ cũng gọi là cũng làm được căn nhà cho chú rồi. Cũng phải không phải công sức của cháu thôi. Đâu. Thì công sức là bao nhiêu là của anh em thợ xây và của anh Ninh tài trợ đây, vợ gia đình anh Ninh tài trợ thôi. Thì cháu cũng cảm ơn chú rất là nhiều đã tạo điều kiện cho cháu quay chú. Nếu mà có những cái lời nói hoặc là những cái lời văn, lời nói nào mà chú không vừa lòng thì chú có thể góp ý cho cháu và bỏ qua cho cháu. Cháu cũng mong muốn tiêu đề nó mới lạ và nó gọi là kích thích người xem một chút để nhiều người biết đến chú ấy. Đấy. Thì cháu mới lấy tiêu đề như thế thôi, cháu không có ý xấu gì cả đâu. Đó, thì à, có gì thì ừ, cháu rồi. Mong chú bỏ qua và chú giúp cho cháu cái mục đích này mà. Dạ vâng ạ, vâng, vâng đấy, thế như thế vâng. Và hôm nay cháu cũng đưa chú và giúp chú mua những đồ này đồ kia. Cháu thì bỏ sức ra thôi, còn anh Ninh thì tất cả và anh em thợ xây thì cũng dành tất cả công sức và tiền bạc cho làm nhà cho chú thôi ạ. Cháu chúc chú sức khỏe và tới đây sẽ gặp nhau chú gặp cháu sẽ gặp chú tiếp. Cuối tuần cháu về cháu vào thăm chú và tới đây có thể liên hoan thì cháu sẽ cùng anh em sẽ gặp lại gặp tiếp tục gặp chú ở đây cùng nhau trò chuyện tiếp. Bây giờ cháu làm thủ tục xong rồi thì cháu xin phép về đây chú ạ. Chúc chú nhiều sức khỏe nhá, sống vui vẻ lên và không hút thuốc lá này, không uống rượu nữa, không leo trèo lên cây nữa đâu. Ở nhà rồi thì mình giữ sức khỏe được và những hôm nắng ấm thì anh em trong làng có việc thì mình đi giúp họ làm việc nhẹ nhàng làm có thứ mình có bát gạo, có đồ ăn thức uống gì đấy về một chút để mình ăn duy trì cuộc sống ấy. Bây giờ không có đất đai, không có việc làm thì cũng rất là khổ, cháu hiểu là như thế. Vậy chú cố gắng chú nhá. Và thành một lần nữa xin phép được chúc gia đình anh Ninh, các thành viên trong gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn may mắn trong cuộc sống. Và thông qua clip này, Thành cũng gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, các cô, các chú ở nước ngoài đã luôn đồng hành cùng Thành, giúp Thành thực hiện công tác thiện nguyện, như là chú Mạc Thiệu Dũng ở Úc, cô Julie Diệp ở Canada, cô Cẩm My ở Úc, chị Tâm Đoàn ở Úc, còn một số người nữa cơ. Thành chưa liệt kê ra được hết. Đó, cảm ơn các cô, các chú, các chị rất là nhiều, luôn luôn đồng hành cùng Thành, giúp đỡ cùng Thành thực hiện công tác thiện nguyện. Thành cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Tới đây Thành mong muốn các cô, các chú sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành, tiếp tục đồng hành cùng Thành để Thành giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, những mảnh đời vất vả, những mảnh đời không may bị gọi là bệnh tật, đau ốm. Thành rất là biết ơn các cô, các chú rất là nhiều ạ. Thành xin phép được kết thúc clip ở đây đây. Thành mong muốn các cô, các chú, những người khán giả xem kênh YouTube của Thành tiếp tục ủng hộ Thành bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm một cái chuông ở bên cạnh để xem được những clip mới nhất. Thành cảm ơn các cô, các chú, các những vị người khán giả của Thành rất là nhiều. Thành xin chào các bạn, bye bye.